Xin chào quý khán thính giả đang nghe truyện trên kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Kiếm Hiệp của Trần Dân trên YouTube. Hôm nay Hoàng Vinh xin gửi đến các bạn tập 201 Đại Kiếp Chủ, tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ, nhóm dịch Tiêu Dao. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 956, mài kiếm một chút. Còn thiếu một đạo tiên truyện. Lạc Phi Linh và Phương Nguyên dắt tay đi vào vùng thế giới này, nhìn về phía thần môn kia. Có ba đạo tiên truyện gia trì, thần môn như trở thành một đoàn mây vàng trong bóng đêm vô tận. Từng đạo ánh vàng đang xen vào nhau, lăn lộn, hắc ám ma tức liên tục dâng tới, buộc phải lui trở lại. Hắc ám ma tức cuồng bạo, không ai địch nổi trước đó, rốt cục cũng có sức mạnh đối kháng lại nó, mở ra một khoảng không cực nhỏ, không có hắc ám ma tức chiếm lĩnh. Đây là cảnh tượng trước đây chưa từng có. Nhưng Lạc Phi Linh vẫn thấy có vấn đề, nàng quay đầu nói với Phương Nguyên. Đã có. Phương Nguyên nói, tay trái nhẹ nhàng mở ra. Trong lòng bàn tay của hắn có một chùm quang hoa tỏa ra từng đạo linh quy. Lạc Phi Linh nhìn chùm quang hoa này cảm thấy hết sức quen thuộc. Phương Nguyên cười nói, lão nhân kia tính toán không sai sót cho nên đã sớm đưa nó cho ta rồi. Nghe Phương Nguyên nói, Lạc Phi Linh nghĩ ngay đến lão quy đã ngủ say trong Nam Hải không chịu thức dậy. Lúc trước, nàng và Phương Nguyên đã giúp lão quy thức giấc. Trong lúc vô tình kết là một đoạn nhân quả. Lão quy đã từng truyền thụ cho nàng và Phương Nguyên một đoàn tiên thức. Tuy là nàng cũng có được nhưng vẫn không quá coi trọng, mà Phương Nguyên lại sử dụng đoàn tiên thức này chăm chỉ nghiên cứu nó. Một chùm quang hoa này khá giống tiên đoàn tiên thức kia. Nó đến thời điểm thức tỉnh rồi sao? Lạc Phi Linh hơi kinh ngạc, nguyện vọng đạt thành có chút hưng phấn hỏi. Vẫn chưa, Phương Nguyên cười khổ lắc đầu nói. Thời điểm mấu chốt nhất định sẽ thức tỉnh thôi. Vừa nói chuyện, pháp lực từ trong lòng bàn tay của hắn biến hóa, dần dần làm cho chùm quang hoa kia biến trở về dáng dấp nguyên bản của nó. Đó cũng là một đạo tiên truyện, so với tiên truyện của Mèo Trắng, Giao Long và Lạc Phi Linh thì càng hoàn chỉnh hơn. Đây là một đạo tiên truyện duy nhất Phương Nguyên và Lạc Phi Linh nhìn thấy không bị tổn thương. Lạc Phi Linh nhìn đạo tiên truyện này, trái tim đập liên hồi. Hiện tại không phải là thời điểm mấu chốt sao? Còn chưa phải. Phương Nguyên lắc đầu, thời điểm mấu chốt nhất chính là hóa giải ma tức. Hiện tại, dù ngươi có làm nhiều hơn nữa, cũng không có cách nào mà hóa giải ma tức, cho nên vĩnh viễn không thể thắng được đâu. Không đợi cho Phương Nguyên nói xong, tiếng nói của Đế Hư trong hư không vang lên, trong tiếng nói kia pha lẫn phẫn nộ, vừa không cam lòng. Hắn tự mình nhấc lên làn sóng ma tức vô tận, mạnh mẽ trước nay chưa từng có cuốn tới. Ma tức lần này hắn cố ý phát ra, nhấc lên ma tức cường đại nhất cuốn về phía thần môn, mục đích là có thể thăm dò. Hắn muốn thăm dò xem một phiến thần môn của Phương Nguyên tạo nên có vững chắc hay không. Ngươi nói rất đúng. Phương Nguyên nghe Đế Hư nói lại tán thành một cách kỳ lạ. Hắn bình tĩnh quay người đi, tay trái khẽ dương lên, đạo tiên truyện cuối cùng bay về phía thần môn. Trong khoảnh khắc ấy, kim quang trên thần môn vô cùng chói lọi như ánh sáng mặt trời tỏa sáng. Hắc ám ma tức vô tận giọt tới trước mặt lại bị kim quang chói lọi xé nát, tan vỡ như là băng tuyết gặp phải núi lửa. Trong mảnh kim quang rực rỡ này, thân hình của Phương Nguyên hiện lên cực kỳ cao lớn. Hắn đứng ở trước cửa, mặt lạnh nhìn Đế Hư, nhẹ giọng nói, mấu chốt thực sự ở chỗ hóa giải ma tức. Cho dù ta không có cách nào hóa giải ma tức, chỉ tạm thời ngăn cản, nhưng ngoại trừ hóa giải ma tức, ít nhất còn có một việc ta có thể thử xem. Thân hình của hắn bỗng nhiên giọt vào trong ma tức vô tận, tiếng nói ổn định như trước. Đó chính là giết chết người. Tiếng nói chưa dứt, thân hình của hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong hắc ám ma tức vô tận, có thể nhìn thấy một đạo hoa ngân xuất hiện, góc nhọn ẩn hiện xông thẳng về phía đó. Thân hình của Đế Hư như có mặt khắp nơi. Bất cứ nơi nào qua hắc ám ma tức, nơi đó hắn có thể ẩn thân. Nhưng mà trong khoảnh khắc, đạo hoa ngân kia giọt tới bùng nổ ra thân quy vô tận. Chân thân của Đế Hư vừa dặn bị vết cắt này chỉ vào, lấy năng lực thiên biến vạn hóa như là thiên ma của hắn, vào lúc này cũng không kịp tránh né. Nhanh chóng bị đòn đánh này ép đi ra, vừa kinh sợ vừa tức giận, hai tay giơ lên cao, ma tức vô cùng kích động như một tấm khiên cực lớn xoay tròn không ngớt, khiến cho những ngôi sao quanh hắn đều xoay tròn. Cuối đạo hoa ngân này, mặt của Phương Nguyên không hề cảm xúc, một quyền đánh xuống. Cú đấm này ẩn giấu đạo quẩn vô hình, ám hợp thiên địa đại đạo. Chỉ có một quyền đơn giản đã thể hiện sức mạnh đỉnh cao mà con người có thể đạt được. Cú đấm này đánh vào tấm khiên trước người của Đế Hư. Cú đánh trực diện khiến cho tấm khiên vỡ nát, đồng thời xuất hiện vô số ngôi sao, ma tức cuồn cuộn như bị ma long khuấy động, bùng nổ ra gió xoáy vô tận, lay động chạy về khắp mọi nơi. Đế Hư là sinh linh Hồng Mông đầu tiên xưa nay chưa từng gặp phải đối thủ. Dù nhiều lần gặp khó khăn, hắn vẫn tấn công về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên bị ép phải phòng thủ. Nhưng mà lần này thì lại khác, Phương Nguyên chủ động tấn công hắn. Cảnh tượng này khiến cho hắn vô cùng hoảng sợ, thậm chí có chút uất ức. Sinh linh ngu ngốc, sao dám hung hăng ngang ngược như vậy chứ? Ngay lập tức, thân hình của hắn lập tức lùi ra xa mấy vạn dặm mới ngừng lại. Trong lòng bực bội, lớn tiếng rống to. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn, tiên quang lay động, tế lên hai đại tiên bảo. Hai đại tiên bảo Du Nguyên Khổ Hải và Thái Sơ Cổ Thụ đồng thời gia trì trên người của hắn, làm cho khí cơ trên người hắn tăng vọt. Cộng với một loại ma tức tinh túy nào đó, từ hắc ám ma tức xung quanh không ngừng hút vào trong người của hắn, khiến cho cả người của hắn như biến thành một thế giới hoàn vũ duy nhất, dường như cũng trở thành hạt nhân của hắc ám ma tức hiện hữu. Loại sức mạnh này hầu như đã vượt qua cực hạn vốn có. Nói cách khác, một mình hắn bây giờ đại biểu cho một bộ tộc. Hiện tại, tất cả sức mạnh đều ngưng tụ một chỗ, đâm thủng thiên địa trong gầm trời này, trấn áp về phía Phương Nguyên. Thiên địa đều nắm chắc, ta tự thành quyền hoàng. Mà đối mặt với sức mạnh siêu thoát kia, lúc này Phương Nguyên cắn chặt hàm răng. Khi mà hắn tâm niệm, bên trong trời đất đều là tiếng nói của hắn. Đó cũng không phải là hắn lên tiếng nói chuyện, mà bởi vì thần thức của hắn quá mạnh, rung động hư không, tạo thành một loại tiếng nói. Khi âm thanh này vang lên, tay áo lớn dãy một cái, quyền hoàng khí vô tận, từng tầng chồng chất lên nhau như một thế giới ảo, giống như 33 tầng trời. Nhưng không phải là 33 tầng trời rách nát hoang vu như hiện tại. Quyền hoàng khí diễn ra thế giới, đó là một nơi sinh cơ bừng bừng, cao nhân vô số, thế giới có đạo thống và đạo quẩn, vô cùng phồn hoa, uy trấn trong vùng trời. Có thể nói là 33 tầng trời duy nhất trong vũ trụ, không ai địch nổi. Một loại nguyện cảnh như vậy hiện ra, mà tu vi của Phương Nguyên cũng có khả năng đạt đến trạng thái đỉnh phong. Trước đó, hắn một thân một mình ngồi xếp bằng trong hư không, nghịch đẩy 33 tầng trời, từ lâu không biết thôi diễn ra bao nhiêu thiên số. Bây giờ, những thiên số này quá vào tu luyện quyền hoàng nhất mạch, biến ảo 33 tầng trời phồn hoa. Đây đã từng là nhân tộc văn minh đỉnh phong, cũng đại diện cho thời điểm nhân tộc cường đại nhất. Hơn nữa là đại diện cho đạo tâm cường đại của Phương Nguyên. Ngươi là sinh linh đầu tiên sinh ra trong bóng tối, ta cũng là người mạnh nhất nhân tộc. Thân hình của Phương Nguyên ở trước 33 tầng trời do quyền hoàng khí hóa thành, lẳng lặng nhìn Đế Hư nhẹ giọng nói. Bây giờ, ngươi có ma tức vô tận, ta có thần quang bất động, ngươi không lấy được lục đạo luân hồi đại trận, ta cũng không đánh lùi được ma tức, trở thành cục diện bế tắc. Đã như vậy, chẳng bằng là chúng ta đều bỏ qua ngoại lực, đường đường chính chính, chiến đấu một trận, thế nào? Chỉ dựa vào ngươi à? Nghe Phương Nguyên nói thế, Đế Hư vô cùng tức giận, gằn giọng nói. Không phải dựa vào ta, mà là bản lĩnh của ta. Phương Nguyên bình tĩnh nói, sau đó đột nhiên bước ra một bước, hồng triều bên người tăng vọt, ầm ầm mà ra. Nói thì nói vậy, nhưng mà hắn không có dự định cho Đế Hư cơ hội lựa chọn, trực tiếp ra tay. Thân hình nhanh chóng, tự do qua lại trong hư không, dù là võ pháp, thần thông, pháp tắc hay là sức mạnh của thiên địa, vào lúc này dường như cũng không phân biệt, giơ tay nhấc chân đều là ám hợp đại đạo. Vị trí đến là thần thông tinh diệu, thích làm gì thì làm, ám hợp đại đạo vô tận. Đế Hư bây giờ ẩn chân thân trong hắc ám ma tức, biến hóa vô cùng. Phương Nguyên bây giờ ở khắp mọi nơi. Lần này hai người giao thủ, tấn công và phòng thủ đã nghịch chuyển. Lúc đầu Đế Hư là người tấn công, bây giờ thành người chịu đòn. Đến cảnh giới bọn họ cỡ này, các loại phép thuộc thần thông, võ pháp, đạo pháp hầu như đều không có tác dụng. Bởi vì hai bên đều triển khai biến hóa vô cùng cực, không có kẻ hở. Vì thế mà đại chiến này vốn chính là gốc gác và khí phách cuộc tranh tài. Một người là sinh linh Hồng Mông sơ khai, một người là nhân tộc văn minh đỉnh phong. Gốc gác của mỗi người lúc này cũng khó phân thắng bại. Cho dù là thần thông của ngươi tinh diệu cũng thất bại như trước thôi. Một trận đại chiến trải qua mấy ngày, Đế Hư vẫn đang đợi. Hắn chờ đợi thời khắc pháp lực của Phương Nguyên tiêu hao sạch sẽ. Hắn và Phương Nguyên ngang tài ngang sức, rất khó phân thắng bại, mà hắn sai khiến những thiên ma và sinh linh Hồng Mông đến giúp đỡ cũng không có ý nghĩa. Bởi vì vậy, rất mong Phương Nguyên sẽ có thể trốn vào trong thần quang, tránh né không chiến. Vì thế, hắn đành phải dựa vào sức mạnh của bản thân, đường chính chính đánh tan Phương Nguyên, cướp đoạt thần quang. Nhưng mà không nghĩ, một đại trận chiến kéo dài mấy ngày, pháp lực của Phương Nguyên vẫn quá dồi dào. Cảnh này khiến cho trong lòng của hắn bất an, rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi. Hắn âm thầm cắn chặt hàm răng. Qua thiên kính, đảng nghịch bình loạn. Một tiếng gầm thét vang lên, hai tay Đế Hư rung động, kích động một đạo kính quang. Mà bây giờ, cách mảnh thiên địa phá diệt cực xa, có một thiên gọi là Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên của Tiên Đế Cung bây giờ vẫn là một mảnh tiên phong gồ lên, gió thổi phất phơ. Đế Hư gầm thét một tiếng, kích động thần vật nào đó trong vùng thế giới này. Trong Tiên Đế Cung bỗng nhiên tạo nên một tầng tiên hoa, rồi sau đó tử khí vô tận tụ lại thành mây. Ở trong đám mây kia có một phương bảo kính ngăn cách biển mây, bay lên giữa không trung, xoay chuyển 3 lần, chụp định một phương. Trên mặt kính bắt đầu có đạo quẩn ngưng tụ, tích trữ sức mạnh vô tận. Toàn bộ Thái Hoàng Thiên tử khí mờ mịt, lúc này tiến vào bảo kính giống như là cá voi hút nước. Đợi đến khi bảo kính tích trữ sức mạnh đạt đến đỉnh điểm, bỗng nhiên mặt kính mới xuất hiện biến hóa. Tiếng ầm ầm vang lên, một đạo kính quang phá không mà đi, phảng phất là một kiếm trực tiếp xuyên thấu thiên địa vô tận chỉ về một phương. Loại sức mạnh này vượt qua pháp tắc và thiên địa. Đây vốn là sức mạnh thiên khiển à. Đang ác chiến với Đế Hư, lúc này bỗng nhiên Phương Nguyên ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về phía Thái Hoàng Thiên, cảm nhận được một loại sức mạnh có ý cảnh tuyệt diệt nào đó. Rốt cuộc, ngươi vẫn không nhìn được rồi. Phương Nguyên nhìn Đế Hư mà nói, hắn có thể đoán được đây là sức mạnh gì. Khi mà hắn tiến vào đại tiên giới, suýt nữa đã chết dưới loại sức mạnh này. Đó là sức mạnh tiên khiển. Loại sức mạnh này đã từng hủy diệt chúng tu Côn Luân Sơn, lại xóa đi sự tồn tại của Thiên Nguyên Kiếm Sĩ. Đây là sức mạnh mạnh mẽ nhất mà Đế Hư nắm giữ, cũng là sức mạnh mạnh nhất lúc trước bộ tộc tiên đế đã lưu lại. Có điều, tuy là quan thiên kính mạnh, nhưng mà khó có thể nắm giữ. Vì thế, dù là Đế Hư, cũng không dễ dàng triển khai sức mạnh này. Mà bây giờ, đánh mãi không xong, rốt cuộc Đế Hư vẫn lựa chọn vận dụng cổ sức mạnh này. Ngươi một mực chờ đợi vận dụng sức mạnh thiên khiển, ta cũng chờ đợi đấy. Dù cảm nhận được sức mạnh đột phá thiên địa vô tận mà đến, vào lúc này Phương Nguyên lại cực kỳ bình tĩnh. Kiếm mạnh nhất, phải đợi đối thủ mạnh nhất để mà mài dũa chứ. Trong khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên Phương Nguyên thu tay lại, không lui về trong thần quang, mà lùi ra ngoài hư không mấy trăm dặm, đứng vững thân hình, tay phải bốc lên kiếm chỉ, điểm giữa mi tâm của hắn. Bên cạnh hắn liền có quyền hoàng khí vô tận rút đi như tản vào hư không. Cả người của hắn trở nên cô độc lạc lõng, mất đi tất cả phòng ngự như là tảng đá ngủ yên. Trong thời khắc tịch diệt lại có một luồng ánh kiếm hiện ra, đó là một đạo kiếm quang lóe mắt. Trong một chốc, ánh kiếm này xuất hiện, sinh linh Hồng Mông bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía này. Dáng dấp của hắn là chột một mắt, thọt một chân, khuôn mặt thanh tú, từ trước đến giờ vẫn trầm mặc. Hắn có trí nhớ của Thiên Nguyên, nhưng mà cũng chẳng biết vì sao, trước sau khác xa với những sinh linh Hồng Mông khác. Những sinh linh Hồng Mông bình thường sẽ giả trang thành một tu sĩ Thiên Nguyên nào đó, động tác đều tuyệt vời. Chỉ có hắn, dù làm gì cũng khác xa người lúc đầu. Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy một kiếm này, trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn ngơ ngác nhìn một kiếm kia, giống như một người nghĩ đến chuyện cũ đã qua, không thể động đậy. Tiền bối, ta đến thử kiếm thay người. Đúng lúc này, trong lòng Phương Nguyên thầm nói, sau đó ngẩng đầu lên. Người đã từng đem một kiếm này tới người trong thiên hạ sớm đã không còn. Người kia đã từng tiếp nhận sức mạnh của thiên khiển trong tình huống không công bằng, rồi sau đó tiêu vong. Nói vậy, trong lòng của hắn cũng rất không cam lòng. Vì thế, Phương Nguyên dự định thay hắn chém ra một kiếm, mai kiếm một chút. Chương 957, người kia vẫn nở nụ cười. Luồng ánh kiếm bên người Phương Nguyên ngưng tụ đến cực điểm, cũng óng ánh tới cực điểm. Nơi xa trong hư không, cũng có chút đạo kính quang xuyên phá hư không giọt tới. Đạo kính quang kia cường đại không thể hình dung, chỗ nó đi qua tất cả mọi thứ đều bị xuyên thủng. Đó là một loại sức mạnh tuyệt diệt đến cùng cực, có thể biến mất tất cả pháp tắc, thậm chí dẫn theo một loại sức mạnh sâu xa, làm cho người ta có cảm giác một đạo kính quang này nhất định muốn tuyệt diệt tất cả. Một đạo kính quang đã xuyên qua không biết bao nhiêu thế giới mà đến, sức mạnh lại càng ngưng tụ, phảng phất như có thể trực tiếp xuyên thủng 33 tầng trời, xóa bỏ tất cả các trở ngại trước mặt nó, kể cả sau khi làm chậm lại vô số lần, có thể nhìn thấy trước kính quang có vô số nham thạch và tàn tích. Khi mà kính quang chạm vào liền bị chôn vùi, hóa thành một mảnh hư vô. Trong thời khắc nguy cấp, kính quang đến trước người của Phương Nguyên, muốn tránh cũng không thể tránh khỏi. Bị kính quang này chỉ vào, thân thể bị đóng băng. Lên tới Bích Lạc, xuống dưới Hoàng Tuyền, đi tới nơi nào cũng không thể tránh được kính quang chỉ vào. Sau đó, Phương Nguyên đón nhận một luồng ánh kiếm mây lạnh hạ xuống. Một đạo tâm ý kiếm bên cạnh hắn mềm mại lóe lên, trực tiếp xông thẳng về phía đạo kính quang kia, giống như sao chổi va chạm vào cột ánh sáng. Trong lúc hư không đột nhiên trở nên yên tĩnh, rất nhanh hư không vô tận sụp xuống, tất cả mảnh vỡ ngôi sao, pháp tắc thế giới tan vỡ, thậm chí hắc ám ma vật và thiên ma vô tận đều bị sức mạnh sụp xuống này hấp dẫn tiến vào. Trong khoảnh khắc đó, bị nén lại đến vặn vẹo, tan ra thành quả cầu, tiếp đó sức mạnh trung tâm hồng quang vô tận vô cùng bị nổ tung, xông ra bốn hướng, như pháo hoa cực lớn tỏa ra ma tức vô tận. Nơi pháo hoa đảo qua đều hủy diệt hết thảy, dù là Đế Hư hay là những người khác, lúc này pháo hoa đều chiếu sáng cả khuôn mặt. Thời gian như động lại, có vô số ánh mắt nhìn về phía pháo hoa. Đế Hư cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn về phía pháo hoa tỏa ra, rất nhanh sắc mặt thay đổi. Hắn muốn xem cảnh tượng Phương Nguyên bị kính quang chôn vùi, nhưng mà hắn nhìn thấy là cảnh tượng Phương Nguyên cắn chặt răng, điều khiển một luồng ánh kiếm chặn kính quang lại. Hắn nhìn thấy thời khắc nguy cấp Phương Nguyên phất tay, một đạo tâm ý kiếm quang trực tiếp chặt đứt một đạo xuyên qua thế giới mà đến, sau đó ngưng trệ một lúc, một luồng ánh kiếm này bỗng nhiên đi ngược dòng nước, miễn cưỡng đem một đạo kính quang chia làm hai nửa, chém về phía trời xa. Kính quang như biến thành thực chất, mơ hồ có thể nghe được âm thanh phá nát. Một luồng ánh kiếm trực tiếp men theo kính quang mà đi, trong nháy mắt đã bay ra thế giới xa vô cùng. Bỗng nhiên Đế Hư ý thức được vấn đề, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Nhưng mà vào lúc này, ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng, chỉ vội xoay người nhìn về phía Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên trong Tiên Đế Cung với tiên khí mờ mịt, bảo kính cao cao trên đỉnh Đế Cung, kính quang đã bắt đầu trở nên suy kiệt, bởi vì sức mạnh ẩn chứa bên trong bảo kính đã tiêu hao quá nhiều. Nhưng mà ngay vào lúc này, theo phía kính quang bắn ra xa, có một luồng kiếm bay tới, ven đường đến hoàn toàn đánh vỡ kính quang, rồi sau đó một đường bay tới, dần dần áp sát bảo kính. Ngươi dám! Tiếng nói của Đế Hư chợt vang lên, mang theo sự sợ hãi và phẫn nộ vô cùng. Nhưng mà không chờ hắn nói xong, dư âm luồng ánh kiếm đã trực tiếp chém lên bảo kính. Đột nhiên, trên mặt kính trơn như nước xuất hiện một vết nứt. Kiếm quang biến mất, trời đất lại trở nên yên tĩnh. Bên trên mặt bảo kính, bắt đầu từ vết nứt đó, có càng nhiều vết nứt kéo dài ra, giống như là chuỗi hạt, theo những vết nứt này mà xuất hiện. Ánh sáng bảo kính dần dần trở nên càng ảm đạm, như đôi mắt của một người sắp chết. Qua một lúc lâu, vết nứt trên bảo kính đạt đến cực hạn, một tiếng nổ ầm vang, chia năm xẻ bảy. Tiên khí quanh quẩn Thái Hoàng Thiên, đột nhiên một trận gió kéo mây tới, che khuất tất cả ánh sáng. Bảo kính vỡ tan, khiến cho không gian trở nên hiu quạnh. Xung quanh rơi vào yên lặng với tốc độ cực nhanh, chỉ còn sự ảm đạm. Đế Hư cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt ẩn chứa đầy sự phẫn nộ và tuyệt vọng. Không chỉ có hắn, mà lúc này tất cả sinh linh Hồng Mông cũng đều cảm giác được một loại sợ hãi tột cùng. Hoàng Thiên Kính lại bị chém phá dễ dàng như vậy sao chứ? Đây cũng là đồ vật bọn họ dùng để giám sát thiên hạ, là bảo vật để bọn họ quét sạch tất cả uy hiếp. Sao lại có kết quả này? Làm sao có thể chứ? Loại thần thông gì có thể đạt đến uy lực như vậy? Loại sức mạnh gì có thể chém nát Quan Thiên Kính? Tiền bối, kiếm của người quả nhiên là rất mạnh rồi. Vào lúc này, Phương Nguyên cũng đang thở hổn hển, chém ra một kiếm, hắn cũng tiêu hao quá nhiều thể lực, không thể hình dung nổi. Dù sao, hắn cũng không bằng Thanh Dương kiếm sĩ, đó là một quái vật, có thể liên tục chém ra tâm ý kiếm không ngừng, mà Phương Nguyên, dù tu vi cao thâm đến đâu, sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, cũng vận dụng tâm ý kiếm, chỉ một nhát kiếm mạnh nhất. Hơn nữa, sau khi chém ra một kiếm, thân thể uể oải vô tận, cần thời gian tương đối để mà an dưỡng mới có thể khôi phục như cũ. Đối mặt với sức mạnh thiên khiển, hắn chém ra một kiếm này. Hiệu quả của một kiếm này, ngoài dự liệu của đối thủ, cũng làm cho hắn rất hài lòng. Nhưng mà hắn tiêu hao quá nhiều pháp lực rồi. Vào lúc này, áo bào xanh quanh người hắn có chút mờ nhạt, sắc mặt cũng có chút ảm đạm. Ngươi quỷ hoàng thiên kính của ta, ta muốn ngươi chôn cùng. Tiếng của Đế Hư vang lên cách đó không xa, mà tức mênh mông cuồn cuộn như cuồng triều bị Đế Hư cuốn tới. Có thể nhìn thấy trong ma tức, vẻ mặt phẫn nộ của Đế Hư như ẩn như hiện, thần niệm rung động ma tức xung quanh, tỏa ra từng đạo thực chất giống như tiếng nói, giống như thú dữ đến từ viễn cổ chấn động lòng người, thần hồn như muốn bay ra ngoài. Rốt cục, cũng đến lúc ngươi tiêu hao tất cả pháp lực rồi. Dù tu vi của ngươi thông thiên thì đã làm sao? Đây là sân nhà của ta, thế giới của ta. Không còn pháp lực, ta xem ngươi làm sao mà đấu lại ta đây. Với thế giới này, ma tức bên cạnh hắn tỏa ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, nuốt chửng cả Phương Nguyên. Đòn đánh này, hắn vốn chờ đợi đã lâu. Bắt đầu từ sớm, hắn biết bản thân tranh đấu với Phương Nguyên rất khó phân thắng bại trên thần thông và pháp thuật. Bởi vì bọn họ, một người là sinh linh Hồng Mông trời sinh, một người là nhân tộc văn minh đỉnh phong. Nói đơn giản, bọn họ đều tiếp cận đại đạo. Vì thế mà thần thông pháp thuật của bọn họ hầu như không có kẻ hở. Cuộc đại chiến cứ như vậy, hoặc là chiến đấu mấy trăm năm, chờ đối phương tâm trí không đủ, lộ ra một kẻ hở nào đó. Hoặc là cũng chỉ có thể đánh đến khi sức mạnh tiêu hao hết. Đánh đến từng góc gác sức mạnh. Phương Nguyên rất mạnh, góc gác cũng rất sâu. Nhưng mà cuối cùng, hắn cũng là người tiêu hao hết trước tiên. Bởi vì nơi này là 33 tầng trời bị phá diệt, xung quanh đều có ma tức vô tận. Những ma tức này đối với hắn là pháp lực thượng thừa nhất, nhưng mà đối với Phương Nguyên lại là ma tức. Vì thế, Phương Nguyên phải thua. Tuy rằng một kiếm này của Phương Nguyên chém phá quan thiên kính, nhưng mà hắn cũng đã hao hết sức mạnh rồi. Tuy rằng là Đế Hư đau lòng, nhưng mà cũng cảm thấy bản thân đã chờ được cơ hội tốt. Ma tức cuồn cuộn bao trùm lấy Phương Nguyên đang vô cùng uể oải. Trong ngoài thần môn, Mèo Trắng, Thanh Long, Lạc Phi Linh, thậm chí Lữ Tam Giao đang ẩn núp, nhìn thấy một màn này đều kinh sợ mở lớn hai mắt. Đã đến một bước này, dù tu vi của các nàng không đủ cũng nhìn ra vấn đề. Bọn họ nghĩ mãi mà không hiểu. Lá bài tẩy ở hai bên đã lấy ra hết, tiềm lực tiêu hao hết, đối mặt với sức mạnh lớn như vậy làm sao mà đấu lại chứ? Không có pháp lực sao? Nhưng mà cũng đúng vào lúc này, tiếng Phương Nguyên chậm rãi vang lên. Hắn nhìn Đế Hư điên cuồng giọt tới, đẩy mắt lóe qua sắc thái kiên nghị. Cùng lúc đó, hắn cũng đã sớm có một quyết định khác, đang chờ được thực hiện. Hiện tại, thoạt nhìn, hắn đã tiêu hao sạch pháp lực, đột nhiên hai tay giơ lên, trước ngực niết pháp ấn, rồi sau đó quyền hoàng khí phía sau hắn còn sót lại. Vào lúc này, hình thành vòng xoáy. Dòng xoáy này bắt đầu điên cuồng xoay tròn, lượn một vòng liên quát ám ma tức vô tận bị dẫn vào trong nước xoáy, làm cho dòng xoáy này trở nên càng lúc càng lớn. Ngươi thấy cảnh ấy, Đế Hư vô cùng kinh ngạc, con ngươi mở thật lớn. Hắn thật sự không hiểu đây là ám ma tức, làm sao Phương Nguyên dám trực tiếp dẫn vào trong cơ thể chứ? Cảm giác kinh ngạc làm cho hắn hoảng sợ. Chỉ làm như vậy, bỗng nhiên một thân khí cơ của Phương Nguyên tăng giọt, vô cùng quỷ dị. Phương Nguyên dẫn hạt ám ma tức vô tận vào trong cơ thể, lúc đó cả người cũng biến hóa cực kỳ khủng bố. Thanh khí quanh người hắn lẫn lộn một ít màu sắc quỷ dị, ngay cả áo bào xanh trên người cũng bị bóng đen che kín. Chuyển sinh sao? Xa xa, sinh linh bên trong thần môn còn có Lữ Tâm Giao trốn trong bóng tối quan sát trận đại chiến đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều khó có thể tin nhìn Phương Nguyên. Mái tóc màu đen của Phương Nguyên đã biến thành màu đỏ nhiều máu, vô cùng quỷ dị. Ai có thể nghĩ tới, Phương Nguyên lại chủ động dẫn hắc ám ma tức thực hiện chuyển sinh. Ngã tự nhất khỏa tâm bất biến, sinh du u minh giả thị tiên. mà trong lúc vô số người kinh ngạc, Phương Nguyên bỗng nhiên mở miệng, nhẹ nhàng ngâm tụng. Bây giờ trên người của hắn là một thân ma tức cực kỳ quỷ dị, nhưng mà tiếng nói lại vô cùng bình tĩnh, đặc biệt là đôi mắt thư thái vô cùng. Bên người như có như không tiếng tụng kinh, những kinh văn đó đều là nội dung bên trong Đạo Nguyên Chân Giải, đều là đạo lý, sức mạnh này bảo vệ đạo tâm của hắn. Trong tiếng nói, Phương Nguyên chậm rãi xoay người, ma tức xung quanh bị hắn khuấy động. Sau đó hắn nhìn Đế Hư chỉ cười cười. Nụ cười này vô cùng tà dị nhưng mà cũng vô cùng tự tin. Chương 958 Vĩnh Trấn Thiên Nhân Quan. Người cũng quá thành sinh linh hắc ám sao? Đế Hư nhìn ý cười sâu không lường được của Phương Nguyên, trong lòng nhảy dựng lên. Tình cảnh trước mắt xuất hiện ngoài dự liệu của hắn. Thân là nhân tộc, một lòng nghĩ muốn bảo hộ cổ thiên nguyên, bản thân vốn đối địch với sinh linh. Sao bỗng nhiên Phương Nguyên từ bỏ đạo thân, chuyển sinh thành dáng dấp như vậy? Điều quan trọng là nếu hắn đã chuyển sinh thành dáng dấp như vậy, cũng đâu có khác gì những sinh linh hồng mông. Bọn họ có còn xem là kẻ thù không? Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà hắn vẫn mang theo sức mạnh cuồng bạo kéo tới. Ma tức như sóng, từng tầng liên tiếp nghiền ép về phía Phương Nguyên. Ta đang ở trong bóng tối, tâm hướng về đại đạo. Phương Nguyên đón nhận ma tức Đế Hư, hắn nhẹ nhàng ngâm tụng, nói ra một câu. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn vung lên. Ma tức xung quanh cuồn cuộn, lúc này cũng bị khuấy động như sóng lớn, đánh thẳng về hướng Đế Hư. Trước đây, Đế Hư mang biển gạo mà đấu một người, bây giờ hai người cùng ở trong biển gạo, mang theo sóng gió công kích. Đế Hư giao thủ một lúc với Phương Nguyên, lập tức cảm giác có chút không đúng, trong lòng vô cùng tức giận. Bản thân của hắn nắm giữ ma tức cao hơn Phương Nguyên rất nhiều. Dù sao, hắn là sinh linh, được sinh ra trong ma tức. Phương Nguyên chỉ chuyển sinh mà thôi, nhưng mà Phương Nguyên trải qua lần chuyển sinh này cũng khác biệt trước đó rất lớn, giống như cá cách nước, được trở lại biển rộng. Song chưởng gia chạm, Đế Hư tức giận vô cùng, gọi ra ma tức cuồn cuộn như biển. Nhưng mãi cho đến khi ma tức vô tận tản đi, hắn mới phát hiện Phương Nguyên vẫn cứ đứng ở nơi đó, không lùi một bước. Thậm chí sau lưng của hắn, một cơn lốc xoáy vẫn đang xoay tròn, nuốt chửng khá nhiều ma tức. Mà cùng lúc đó, trên người hắn, ma ý cũng càng ngày càng nặng, như một ngọn núi lớn đang không ngừng tăng trưởng, trở nên vô cùng to lớn, vô cùng đáng sợ. Một lần nuốt chửng nhiều ma tức như vậy, vì sao còn có thể... Trong lòng của Đế Hư vừa giận vừa sợ, không thể hiểu nổi. Phương Nguyên nắm giữ phương pháp ma tức cũng giống như hắn. Hắn có thể giữ ma tức ở bên người, thậm chí còn có thể hút ra một phần tinh túy trong đó, hóa thành đạo quẩn mà tồn tại. Nhưng Phương Nguyên lại nhét những ma tức này vào trong cơ thể, trở thành pháp lực của hắn. Vấn đề ở chỗ ma tức có thể xâm nhiễm vào vạn vật, vì sao Phương Nguyên lại không bị ảnh hưởng tâm thần chứ? Cho dù Phương Nguyên có một loại đạo lý nhân gian nào đó hộ thể, không bị ảnh hưởng tâm thần, nhưng mà làm sao có thể dung nhập pháp lực và ma tức vào một chỗ được? Dường như tất cả đều có định số sâu xa rồi. Đế Hư không nhìn thấy. Bây giờ Phương Nguyên mạnh mẽ chuyển sinh, hóa thành nửa ma, lại đang tự cảm khái. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ theo đuổi viên mãn trong tình huống này. Hắn đang nghịch đẩy thiên số 33 tầng trời, thành tựu bán bộ đạo cơ, lại nuốt chửng bổ nguyên của thế giới tam phương thiên ngoại thiên, làm cho bản thân một thế giới. Tu vi tiếp cận với đại đạo vô tận, tiếp cận bộ tộc đế thì lúc trước. Nhưng mà điều này cũng chỉ là tiếp cận mà thôi. Giống như Đế Hư nói, công pháp của hắn là tự hắn thôi diễn ra, cũng có tàn khuyết, cách đế cảnh chân chính khá xa. Cũng chính vì nguyên nhân này, hắn và Đế Hư không ai có thể làm gì được người kia. Đế Hư là sinh linh hồng mông trời sinh, thế nhưng vẫn chưa trưởng thành đến thời điểm cường đại nhất. Vì thế không làm gì được Phương Nguyên. Mà Phương Nguyên cũng vì một phần tàn khuyết cũng không làm gì được hắn. Vì thế muốn thắng lợi trong trận chiến này, muốn đẩy lùi Đế Hư, bảo vệ thần môn, cần phải tìm phương pháp khác. Phương pháp duy nhất Phương Nguyên có thể nghĩ đến, trước khi trận chiến này bắt đầu, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, đó là chuyển sinh nhập ma. Nếu như thế, hắn có thể mạnh mẽ mượn hắc ám ma tức bổ sung pháp lực của bản thân, đánh với Đế Hư một trận. Công pháp chuyển sinh nhập ma hắn có được từ hắc ám ma chủ. Lấy tu vi của Phương Nguyên bây giờ, hiểu thấu đạo chuyển sinh pháp, triển khai trong nháy mắt cũng không khó khăn lắm. Có điều sau khi chuyển sinh, muốn bảo vệ đạo tâm của chính mình không phải dễ dàng. May mà Phương Nguyên có đạo nguyên chân giải. Trước đây, Phương Nguyên đều cảm thấy bên trong đạo nguyên chân giải, quan trọng nhất chính là thiên diễn thuật, mà không phải bản thân kinh văn. Bây giờ, hắn đã phát hiện điều này có lẽ không đúng. Đạo lý bên trong đạo nguyên chân giải mới là vật che chở bản tâm cho hắn. Hắn có can đảm chuyển sinh cũng vì nhờ đạo nguyên chân giải. Nghĩ lại trước đó, khi mà lần đầu tiên hắn gia nhập ma tức hồ, suýt nữa đã bị ma sóng triều cuộn đi, chôn thay trong ma tức. Sau đó còn sống cũng nhờ kinh văn trong đạo nguyên chân giải bảo vệ tâm hồn của hắn. Cũng nhờ lần đó, hắn tu luyện quyền hoàng nhất mạch, bắt đầu chen lẫn một phần hắc ám ma tức. Cũng vì vậy mà làm cho thân pháp lực của hắn càng thêm tinh khiết hơn. Sau đó, hắn có thành tựu thiên đạo trúc cơ chưa chắc đã không có quan hệ với hắc ám ma tức. Dù sao, nghịch chuyển hắc ám ma tức trước đó chính là hồng mông đạo khí. Đương nhiên, bây giờ hắn mạnh mẽ chuyển sinh cũng không phải đơn giản như vậy. Khi mà luyện hóa hắc ám ma tức, tiến vào trong quyền hoàng nhất mạch, làm thành pháp lực của chính hắn, thuận lợi vận chuyển, cũng cần phải trải qua quá trình cực kỳ gian nan. Lúc này, Phương Nguyên dùng thiên diễn thuật mạnh mẽ thôi diễn ra tất cả biến hóa có thể xuất hiện, sau đó vững vàng nắm giữ trong phạm vi khống chế của hắn. Hết thảy mọi thứ đến cuối cùng hình thành một kết quả như vậy. Đến ta, một kích của Đế Hư không làm được gì, nghiến lợi tấn công vô cùng kinh hoàng. Cũng ngay vào lúc này, ma tức bên người của Phương Nguyên lay động, trầm giọng nói ra. Trong lòng Đế Hư đột nhiên có một loại dự cảm xấu, hai tay rung lên, ma tức xung quanh như sóng dữ cuộn lên, hình thành một vách tường màu đen ngăn giữa hắn và Phương Nguyên, mà thân hình của hắn cũng nhanh chóng biến ảo, muốn trốn vào trong ma tức. Nhưng mà rất nhanh, Phương Nguyên giơ chân đạp bước đánh ra một quyền. Sức mạnh của đám kia không thể nào hình dung được, như một cột sáng màu xám trực tiếp xuất hiện trong hư không. Khí cơ trên người của Phương Nguyên đã kinh biến đến mức vô cùng quỷ dị, ngoại trừ đôi mắt vẫn bình tĩnh, người của hắn càng giống ma vật hơn. Nhưng hắn đánh ra cú đấm này đường đường chính chính, mang theo khí phách hùng vĩ đại đạo vô tận. Lấy sức mạnh tàn ác nhất, đánh ra một quyền gần đại đạo nhất. Cú đấm này liên tiếp xuyên qua bức tường ma tức vô tận, như đánh xuyên qua từng khối đậu hũ. Vào lúc này, Đế Hư đã độn nhập vào trong ma tức. Thế nhưng, cú đấm của Phương Nguyên lại đánh tan bức tường ma tức vô tận, đánh tới trước người của hắn. Sức mạnh cú đấm này rung động ma tức lăn lộn xung quanh, làn sóng như là phập phồng, dù là cá sinh trong biển lớn, cũng không thể chịu đựng được làn sóng mãnh liệt cuộn trào. Vào lúc này, Đế Hư cũng bị ma tức kịch liệt rung động ép ra ngoài, như cá bị bức ép ra khỏi mặt biển, thân hình lão đảo, vẻ mặt hung tàn. Mắt của Phương Nguyên kiên định nhìn Đế Hư, giơ tay vung một trảo lên hư không, sau đó phất tay chém ra. Một trảo này khiến cho quyền hoàng nhất mạch xung quanh hóa thành một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm tà dị tới cực điểm, xì một tiếng tách hư không ra, chém đến trước mặt của Đế Hư. Dù ngươi có thể luyện hóa ma tức thì sao, đây là thế giới của ta. Đế Hư hét lớn, hai tay mạnh mẽ xé toan lồng ngực. Một cái xé này như xé rách toàn bộ thân thể của hắn. Có khí tức hắc ám vô tận từ trong lòng ngực của hắn ầm ầm đi ra, mênh mông cuồn cuộn, kêu to không ngừng. Đây chính là khí tức hắc ám ma tức bản nguyên nhất, mang theo một sức mạnh cường đại, thậm chí dẫn theo một loại tâm ý dương giả trời sinh, đủ để chấn nhiếp tất cả ma vật. Mà trong phút chốc khí tức này xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ, như phong như trụ nghiền ép về phía trước. Nơi đi qua, hư không trực tiếp bị loại sức mạnh này làm cho tan rã. Ta đã nói rồi, ngươi là hài tử sinh ra trong ma tức. Đón nhận ma tức kia, tiếng nói của Phương Nguyên vang lên, mang theo một chút khinh bỉ. Còn ta là cự nhân, đứng ở nhân tộc văn minh đỉnh phong rồi. Thần thức của hai người bọn họ rung động phát ra tiếng nói, nên cũng không tốn nhiều thời gian. Mà những câu nói này đưa vào trong thức hải của đối phương, một kiếm và ma tức cũng đã gặp gỡ. Một tiếng nổ ầm vang lên, trong thiên địa tràn ngập loạn lưu cuồn cuộn. Ta không cam lòng. Tiếng nói của Đế Hư vang vọng mang theo sự bi phẫn tức giận. Mà cũng vào lúc này, ánh mắt Phương Nguyên cực kỳ bình tĩnh, không buồn cũng không vui. Hắn chém ra một kiếm, tà đến cực điểm, cũng chính tới cực điểm. Dường như là sức mạnh tà dị của một đấm kia tiếp cận đại đạo. Trong phút chốc, da chạm giác ám ma tức, từ trong cơ thể của Đế Hư giọt ra. Sức mạnh một kiếm này đã cuốn ra phong mang gào thét vô tận, đang dệt với loạn lưu trong hư không, cắn giết hết thảy ma tức từ trong cơ thể của Đế Hư giọt ra. Hư không mênh mông cuồn cuộn và ma tức vô tận như bỗng nhiên mất đi sinh mệnh lực. Như sóng dữ ngập trời trong biển rộng bỗng nhiên dẹp yên tất cả cuộn sóng. Ma tức vô tận đều bình phục, những ma vật cuồng bạo như lập tức mất đi người tâm phúc. Có rất nhiều ma vật đang điên cuồng tấn công đến trước thần môn, lập tức liền choáng váng mê mang nhìn xung quanh. Ta đế! Có rất nhiều sinh linh quá thành tu sĩ Côn Lôn Sơn lúc này cũng thất thanh kêu lớn. Những kẻ càng rỡ bá đạo như bọn họ cũng cảm nhận được sự hoảng sợ khó có thể tin được. Mà mấy người bên trong thần môn như Mèo Trắng, Giao Long, Lạc Phi Linh vội vã ngẩng đầu nhìn lên. Vào lúc này, Phương Nguyên chỉ chậm rãi chắp tay đặt kiếm ở sau lưng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trong bóng đêm vô tận, trên mặt cũng không hiện rõ buồn hay vui. Ta thật không cam lòng. Một nơi cách Phương Nguyên khá xa, trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên có tiếng nói vô cùng suy yếu vang lên. Lọt vào tai của mọi người, cảm thấy tiếng nói này vô cùng quỷ dị, thậm chí có chút sợ hãi. Bởi vì đây là tiếng nói của Đế Hư. Quả nhiên, một kiếm này không giết được ngươi. Phương Nguyên cũng không cảm thấy bất ngờ, nhẹ nhàng nói. Sinh linh Hồng Mông trời sinh, vẫn còn có chút bản lĩnh. Ngươi thật sự không giết được ta. Tuy tiếng nói của Đế Hư suy yếu, nhưng mà cũng âm trầm. Ta sinh ra từ Hồng Mông một ngày bất diệt, ta một ngày không chết. Không chỉ là không chết, ta còn có thể trở thành cường đại hơn, dù gì ta vẫn sẽ trưởng thành. Sẽ trở thành một vị thần chân chính, thống lĩnh bầu trời, nghênh tiếp kỷ nguyên mới. Hôm nay, ngươi tổn thương ta, cũng chỉ làm hoãn bước tiến của ta thôi, nhưng mà có ngày ta vẫn sẽ trưởng thành, đến mức ngươi không địch lại. Ta sẽ điểm hóa ra nhiều sinh linh Hồng Mông, ta sẽ dẫn đại quân mà đến, lấy lại những thứ vốn thuộc về chúng ta. Ngươi vẫn không ngăn cản được chúng ta đâu. Lời nói nghe ra rất điên cuồng, nhưng mà cũng rất bình tĩnh, như một sự thật được thuật lại. Ta biết điều ngươi nói là sự thật. Phương Nguyên nghe những lời này lại gật đầu không phản bác. Sau đó, hắn lại nhìn về phía ma tức ở phía xa, chậm rãi xoay người. Nhấc chân bước tới thần môn, nơi hắn đi qua, tất cả ma vật giống như bị kiếm ý vô tận của hắn bao phủ, khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Vào lúc này, những sinh linh Hồng Mông và thiên ma dường như cũng cảm nhận được hắn, trong lòng vô cùng sợ hãi, tranh nhau trốn chạy. Phương Nguyên đi tới dưới thần môn, chậm rãi đứng lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bóng đêm vô tận ở trước mắt, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Ta biết, ngươi sẽ không ngừng trưởng thành, mạnh mẽ lên từng ngày. Ta cũng biết ma tức chưa diệt trừ, cũng không có cách nào chém chết được ngươi. Tiếng nói của hắn vô cùng bình tĩnh, áo bào xanh trên người, bao phủ bởi một màu đen quỷ dị. Ta cũng biết, chỉ cần ở trong 33 tầng trời, ngươi có thể điểm hóa vô số sinh linh Hồng Mông, dẫn dắt đại quân ma vật để mà đột kích. Thế nhưng đều vô dụng. Phương Nguyên dừng lại một chút, chậm rãi nói tiếp. Một ngày ta còn ở đây, ngươi sẽ không phá được thần quan. Bỗng nhiên, hắn xoay người, giơ tay viết lên thần môn ba chữ, Thiên Nhân Quan. Thắng bại không do ta mà ở Thiên Nguyên. Phương Nguyên xoay người lại, dương mắt nhìn bóng tối vô tận, nhẹ nhàng nói. Một mình ta không nghịch chuyển được ma tức. Chuyện mà tiên đế không làm được, ta cũng không cách nào phá diệt hết tất cả ma vật 33 tầng trời. Xoay chuyển càn khôn. Nhưng mà ta có thể trấn thủ Thiên Nhân Quan, cho Thiên Nguyên đầy đủ thời gian. Thời gian này sẽ đủ lâu để cho bọn họ trưởng thành. Trưởng thành đến khi bọn họ có đầy đủ trí tuệ, hóa giải ma tức, có đầy đủ sức mạnh đối kháng với đại quân ma vật của ngươi. Nói đến chỗ này, Phương Nguyên chỉ cười cười. Đây chính là dự định của ta. Ngươi! Nghe Phương Nguyên nói, tiếng của Đế Hư lại bắt đầu run rẩy. Cũng không biết do hắn bị thương quá nặng hay là bị kinh động bởi những điều Phương Nguyên nói. Qua hồi lâu, hắn mới thấp giọng cười gằn. Nhân tâm vốn thiếu, chỉ có thể hủy diệt. Ngươi gửi hy vọng vào bọn họ chẳng khác nào công giả tràng thôi. Nhân tâm vốn thiếu cho nên mới không ngừng theo đuổi. Phương Nguyên xoay người, nhìn về nơi xa, đó là phía Thiên Nguyên. Bây giờ Thiên Quan Kính đã bị hủy, hắn cũng không biết Thiên Nguyên có bộ dạng gì, nhưng mà hắn vẫn nhìn, dường như là ánh mắt quán xuyên qua hư không vô tận và những ngôi sao sáng chói, nhìn rõ những người ở Thiên Nguyên, nhìn thấy bọn họ ra sức chém giết. Trầm mặc thật lâu, Phương Nguyên cười nói tiếp, ta đã gặp vô số chuyện ác ám, gặp lòng người ác độc vô tận, nhưng đến lúc này ta vẫn đồng ý lựa chọn tin tưởng bọn họ sẽ không khiến cho ta thất vọng. Vì tin tưởng như vậy nên... Hắn chậm rãi, ưỡn cao ngực, tiếng nói như muốn xuyên thủng phá diệt 33 tầng trời. Ta vẫn trấn thủ tại chỗ này. Chương 959, Đại Kiếp Nạn 3.000 năm. Phía Bắc U Châu, trong quần sơn, trên trời không trăng, có những vì sao nhỏ cũng bị che khuất bởi màn đen mờ ảo, như ẩn như hiện. Trong núi, đường gồ ghề hiểm trở như nanh xoáy, dốc đứng dị thường. Trong đêm tối đưa tai không thấy được 5 ngón, chỉ có thể nghe thấy một sự im lặng chết chóc. Thậm chí, ngay cả tiếng thú gào cũng không thể nghe rõ. Nhưng mà cũng ngay vào lúc này, trên đường núi nhỏ có mấy người mặc áo bào đen đi xuyên vào núi. Bọn họ áp chế pháp lực, khống chế lực đạo, ẩn vào trong bóng đêm quỷ dị. Nơi đi qua, không nghe thấy tiếng động, thỉnh thoảng sẽ có hát vụ nhàn nhạt, bị thân hình của bọn họ kích động, rồi họ lặng lẽ trôi đi. Lục sư huynh, phía trước có dị động. Chính giữa các hàng, chợt có một đệ tử lặng yên lan truyền thần thức. Nam tử trẻ tuổi cầm đầu lập tức vung tay lên, tất cả mọi người đều ẩn nấp sau một tảng đá, không phát ra âm thanh. Nam tử cảnh báo đi đến trước mặt của Lục sư huynh ở trước nhất, mở quyển trục ra, chỉ thấy bên trong quyển trục trống rỗng, ở giữa ẩn dài nét mực, không ngừng ngọ ngoại. Chỉ là vài con ma vật cấp thấp thôi, vì sao mà không trực tiếp trừ khử? Phía sau có một đệ tử không rõ, nhỏ giọng nói. Lần này không phải là chuyện nhỏ, không thể tự ý làm gì, càng không thể mạo hiểm. Lục sư huynh cầm đầu thấp giọng phân phó. Tạm phục ở đây, chờ bọn họ đi qua rồi nói sao. Thấy chân truyền họ Lục nói như vậy, những người khác cũng trầm mặc, kiên trì chờ mấy con ma vật đi lung tung, tự mình đi ra. Nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, trong lòng của mỗi người ít nhiều đều có chút sốt sắng. Lục sư huynh, nhiệm vụ thế này chúng ta đã làm không ít, vì sao mà lần này lại cẩn thận như vậy? Chờ hồi lâu, xác định mấy con ma vật đã rời đi, nhưng mấy tu sĩ cũng không lập tức đi ra, bởi vì xung quanh những ma vật này thường thường còn có những con ma vật khác. Vì lẽ đó, bọn họ đều hiểu nên làm thế nào, thuận tiện nghỉ ngơi một lát. Cũng có người trẻ tuổi không nhìn được, hỏi nghi ngờ trong lòng, cảm nhận được nhiệm vụ lần này không giống lần trước. Bọn họ đều là những đệ tử có tiền đồ trong tông môn, làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng cẩn thận như vậy khi mà thâm nhập ma địa lại không nhiều. Bởi vì lúc Thanh Dương Tông của chúng ta vì thiên hạ lập công đức lớn đã đến rồi. Chân truyền họ Lục bỗng nhiên nở nụ cười. Chúng đệ tử nghe xong sắc mặt đều hơi kinh ngạc, ánh mắt kích động nhìn về phía hắn. Đoàn người bọn họ đều là đệ tử của Thanh Dương Tông của Thiên Nguyên. Thanh Dương Tông vốn có gốc gác cường đại, lần này có thể sánh vai với những thánh địa đạo thống, trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Bọn họ đã nhiều lần đại chiến với ma ngẫu và thần tộc, lập không biết bao nhiêu công đức. Cũng từ trong những cuộc ác chiến đó đã bồi dưỡng nên những đệ tử có tố chất, mà đoàn người này là những đệ tử tài ba trong Thanh Dương Tông bấy giờ. Người họ Lục trẻ tuổi chính là con cháu tông chủ Thanh Dương Tông Lục Thanh Quang. Tố chất siêu tuyệt, tuổi còn nhỏ đã có tu vi kim đan đỉnh phong, là một trong 36 chân truyền Thanh Dương Tông. Mấy người khác cũng không kém bao nhiêu. Lẽ nào tông môn muốn tấn công ma địa à? Có người kinh sợ lên tiếng, vừa có chút kích động. Không phải là tông môn mà là toàn bộ tiên đạo. Chân truyền họ Lục thấp giọng trả lời, một lát sau mới nói với những đệ tử khác. Trước đây vì để tránh tiết lộ ra ngoài, chuyện này cũng chỉ có ta biết. Nhưng đã đến nơi này cũng nên nói cho các ngươi, lần này không chỉ có ta, 36 vị chân truyền của tông môn đều đã xuất binh thâm nhập vào ma địa. Chúng ta chỉ là một phần mà thôi. Hơn nữa, trước khi xuất phát, Mạnh Hoàng Chân, Mạnh trưởng lão đã nói với ta, nhiệm vụ lần này không được sơ suất. Nếu bất kỳ bộ phận nào sớm kinh động đến ma vật, thì nên chuẩn bị lấy cái chết tạ tội. Nghe hắn nói trịnh trọng như vậy, các đệ tử đều bối rối. Vừa nghĩ đến tầm quan trọng của chuyện này, bọn họ cũng không nhìn được, lại kích động, lại cảm thấy có chút đột ngột. 3.000 năm ma sát không ngừng, chúng ta đều chờ mong, nhưng mà lại không thực sự nghênh đón đại chiến, vì sao bây giờ? Đối mặt với nghi vấn của đệ tử nào đó, chân truyền họ Lục lắc đầu nói, thực ra nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đại kiếp nạn 3.000 năm diễn ra một lần, khiến sinh linh khắp thiên nguyên đồ tháng. Bây giờ kỳ hạn 3.000 năm lại đến gần, ai biết còn có đại kiếp nạn hàng lâm hay không? Những đệ tử khác nghe xong, sắc mặt cứng lại, tỏ vẻ hiểu rõ. Bởi vì đại kiếp nạn hàng lâm, nên cần phải lập tức diệt trừ hoàn toàn ma địa sao? Có người thở dài, cũng không biết lần này tiên đạo thập tôn có ra tay hay không, thần tộc có hành động hay không. Chân truyền họ Lục nghe xong, thật lâu không nói, một lát sau mới cười khẽ nói, lần này không chỉ có Thanh Dương Tông dốc toàn bộ sức mạnh, còn có mấy đại thánh địa liên thủ, ngay cả gốc gác tiên đạo cũng đã ra tay. Cho dù là thập tôn có ra tay hay không, kết quả đều đã định. Những ma tộc tự tử chuyển sinh này đã nhiễu loạn thiên nguyên 3.000 năm trước, cuối cùng cũng xem như đến thời điểm phải trả giá. Những người khác nghe xong, ánh mắt lấp lánh, âm thầm chờ mong. Trong 3.000 năm khó khăn khổ sở rối loạn của thiên nguyên, cuối cùng cũng phải nghênh đón đại chiến sao? Lịch sử 3.000 năm, mỗi người bọn họ đều biết quá tường tận. Thiên nguyên đại lục, 3.000 năm một lần sẽ gặp đại kiếp nạn. Mỗi một lần đại kiếp nạn đều là khảo nghiệm vô tận đối với tất cả sinh linh thiên nguyên, thậm chí là một lần đào thải. Đại kiếp nạn từ trước đến nay hung hiểm nhất, đáng sợ nhất, chính là trên nhất kiếp. Có người nói, 3.000 năm trước, đúng hẹn đại kiếp nạn lại tới. Nó cường đại hơn những lần xuất hiện trước đó. Đáng sợ hơn, trước khi hàng lâm xuống nhất kiếp, thiên nguyên đã nổi lên nội loạn. Ma ngẫu ma tức hồ do chết mà sinh, hóa thành ma tộc muốn đoạt nhân gian. Vì đối kháng với những ma ngẫu này, thế hệ tu sĩ cao nhân đều chết đi. Chỉ có những tu sĩ tiểu bối lúc đó vẫn còn chưa trưởng thành đứng lên, gánh nặng ở trên vai, dưới tình huống ma ngẫu mạnh mẽ tấn công, khổ sở vô cùng. Trận chiến đó diễn ra mười mấy năm, đối mặt với sự tấn công điên cuồng của ma ngẫu, nhân gian cũng miễn cưỡng chặn lại mà thôi. Nhưng mà loại cục diện này cũng không chống đỡ quá lâu. Không qua được mấy năm, bỗng nhiên đại kiếp nạn hàng lâm, mà tức ma vật vô tận từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng khiến cho thiên nguyên rơi vào cảnh tuyệt vọng. Hắc ám ma vật vốn rất hung hãn, có được ma tức gia trì càng thêm lớn mạnh. Nhưng cũng may, vào lúc này, người đứng đầu thiên nguyên, đạo chủ tiên đạo Đông Hoàng Sơn, rốt cục lĩnh ngộ được đại đạo, bước ra thành tựu đại thừa. Vào lúc mấu chốt chạy tới Ma Biên, mượn Cửu Thiên Thập Địa Tiên Ma Trận để mà đối kháng lại đại kiếp nạn, cho nhân gian một cơ hội thở lấy hơi. Sau đó lại có thần tộc từ trên trời giáng xuống giúp nhân gian trợ chiến, đối kháng với đại kiếp nạn. Cứ như vậy, ở thời điểm gian khổ nhất, miễn cưỡng chặn đại kiếp nạn cường đại nhất từ trước đến nay, để cho thế giới không bị sụp đổ ngay tại thời điểm đại kiếp nạn hàng lâm. Trăm năm sau đó, vì có ma tức vô tận gia trì, những ma ngẫu chuyển sinh càng thêm cường đại, nhiều lần phá cảnh giới, mạnh mẽ vô cùng, tốc độ trưởng thành vượt xa tu sĩ. Dù có thần tộc trên trời giáng xuống, cũng không sánh được sức mạnh tăng trưởng của những ma ngẫu này. Nhưng mà cũng may, vào thời khắc nguy hiểm nhất, nhân gian cũng có vô số tu sĩ nhanh chóng quật khởi. Bây giờ, những tu sĩ thiên nguyên được gọi là đại tu tiên đạo thập tôn, hầu như là đều quật khởi vào lúc đó. Bọn họ, người được đạo chủ Đông Hoàng Sơn chỉ điểm, người dựa vào chính mình lĩnh ngộ, từng người đều đột phá cảnh giới đại thừa, đóng giữ một phương. Trong đó có Nữ Đế Cửu Trùng Thiên, có Bạch Hổ Kiếm Thủ, còn có Tiên Tử Tuyết Nguyên. Rất khó hình dung trong trăm năm này rốt cuộc có bao nhiêu cao nhân. Có thể xác định dù là trước đó hay là sau này, thiên nguyên cũng không nhanh chóng sinh ra nhiều cao nhân như vậy. Có người gọi thế hệ tu sĩ đó là thế hệ Hoàng Kim, bởi vì bọn họ kinh tài tuyệt diễm đều sinh ra một đời. Cũng có một người đồn đại nói, sở dĩ có thế hệ Hoàng Kim xuất hiện là bởi vì vào lúc đó có tiên nhân điểm hóa nhân gian. Những đệ tử Thanh Dương Tông cũng đã từng hỏi trưởng lão của họ. Không biết chuyện này có phải là thật không, nhưng mà Lăng Hồng Ba trưởng lão Thanh Dương Tông lại cười không nói, chỉ nói cho bọn họ biết, giới tu hành một đời sau này còn đặc sắc hơn hiện tại. Có thế hệ tu sĩ Hoàng Kim xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, nhân gian và thần tộc hợp lực, rốt cục sức mạnh cũng không ngừng tăng giọt, bảo vệ phòng tuyến trước ma tộc. Đồng thời bắt đầu từng bước đánh tan kiêu ngạo của ma tộc, chậm rãi thu phục đất đã mất. Từ thế mạnh yếu bắt đầu chuyển nghịch, thời điểm thực lực của ma tộc bành trướng nhanh nhất đã đi qua, nhân gian lại nghênh đón thời đại sức mạnh tăng lên trên diện rộng. Vào lúc này, vốn dĩ nhân gian có thể thừa thế để mà xông lên, đánh tan tất cả ma tộc, nhưng mà cũng chẳng biết vì sao, ngay lúc đó, bí mật thần tộc từ trên trời đáp xuống lại lộ ra ánh sáng. Những thần tộc giáng xuống, có người nói đến từ 33 tầng trời, thấy người gặp tai kiếp, khí vận suy yếu, lúc này mới đặc biệt hạ phàm giúp đỡ. Nhưng trong những lời nói này có kẻ hở, bắt đầu bị càng nhiều người nhìn thấy, đồng thời tìm ra nguồn gốc trong đó. Cuối cùng, đã có người phát hiện những thần tộc trên trời giáng xuống không vĩ đại như bọn họ nói. Mục đích của bọn họ hạ phàm chính là để tranh cướp nhân gian, thậm chí ngay cả bí mật đại kiếp nạn đều có quan hệ cùng bọn họ. So sánh với ma ngẫu, bọn họ càng giống kẻ địch hơn. Thế là liên minh trăm năm giữa thần tộc và nhân gian bỗng nhiên bạo phát đại chiến, lại không có chút dấu hiệu nào. Mà đại chiến giữa bọn họ lại làm cho ma ngẫu có cơ hội thở lấy hơi, ở thời điểm khó khăn nhất co rút thế lực lại, chiếm giữ phía bắc U Châu, hình thành ma địa bây giờ. Thế lực thần tộc lại đại chiến cùng nhân gian nhiều năm, tuy rằng bại trận nhưng mà cũng không bị diệt. Sau đó không còn đường để đi, liền kết thành liên minh với ma ngẫu, chống lại sự tấn công của nhân gian. Bắt đầu từ khi đó, ba thế lực, tiên đạo nhân gian, ma ngẫu, thần tộc bắt đầu hỗn chiến không ngớt. Nếu nói trước đây kiếp nạn 3.000 năm một lần, thì hiện tại hầu như trong 3.000 năm vẫn lâm vào trong đại kiếp nạn. Tuy nhân gian thế lớn, nhưng mà cũng không chắc chắn thật sự có thể đánh đổ ma ngẫu và thần tộc. Mà ma ngẫu và thần tộc cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau, không thật sự liên thủ. Trong thời gian 3.000 năm, nhiều thế hệ thiên nguyên đã trải qua vô số cuộc chiến, nhưng mà thế cuộc vẫn bế tắc. Cho tới hôm nay, 3.000 năm nữa lại đến, thế cuộc này tựa như là sắp bị đánh vỡ. Chương 960, đệ tử Thanh Dương Tông. Được rồi, chúng ta cũng mau chóng đến Tán Cốt Lĩnh. Nghỉ ngơi chút thời gian, chân truyền họ Lục thấy được xung quanh không có ma vật xuất hiện, liền thấp giọng dặn dò, nhanh chóng cùng với mấy đệ tử khác khởi hành, nhẹ nhàng xuyên qua bóng đêm, trên đường đi vô cùng cẩn thận. Khi mà trời hừng sáng đã chạy đến chỗ cần đến, rồi sau đó bay xuống Trần Pháp, ở chỗ này ẩn thân, lẳng lặng chờ tiên hào truyền đến. Bây giờ, nếu từ trên bầu trời nhìn xuống, có thể thấy khá nhiều tu sĩ tinh nhuệ, mỗi một đội đều thủ vững một vị trí hỗn tạp như là một nhạc cụ phức tạp tinh xảo. Bên trong ma địa tầm tối, đệ tử của tu vi tinh nhuệ càng ít, tu luyện càng cao càng dễ xâm nhập, mà bên ngoài có dấu hiệu đại quân đang tới gần. Vô số tu sĩ tương tự tiểu đội này giống như là quân cờ xông về phía chiến trường. Chân truyền họ Lục ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay mở ra trận đồ. Hắn biết bây giờ bản thân nắm giữ một bộ phận nào trong trận đồ, nên làm gì để phát huy tác dụng. Đệ tử khác có lẽ không biết, nhưng mà hắn dẫn đầu một đội, cộng với thân phận đặc thù cho nên hiểu khá rõ trận chiến này. Hắn biết bản thân và những người này mạo hiểm xâm nhập vào ma địa nhằm để hoàn thành một tòa trận pháp cực lớn, mà trong một tòa trận pháp này chính là hy vọng để cho bọn họ hủy diệt toàn bộ ma ngẫu. Đệ nhất đại trận thế gian là Ma Biên Cửu Thiên Thập Địa Tiên Ma Trận. Lúc trước đã có trận này tồn tại, đạo chủ Đông Hoàng Sơn mới có thể dẫn người chặn đại kiếp nạn cuồn cuộn đến từ Ma Biên, cho nhân gian một cơ hội thở lấy hơi. Dịch Lâu Chủ Ban Phi Diên, một trong 7 đại thánh địa trụ cột diễn hóa Cửu Thiên Thập Địa Tiên Ma Trận, là lấy người làm tâm trận, tụ tán do tâm, phân hợp có độ, có thể bảo đảm trong trận chiến này không cho ma địa lại sinh ra biến số nào. Đại trận như vậy nếu không đủ quyết đoán, không đủ cao thủ thì tuyệt đối không có cách nào triển khai. Nhưng cũng chính vì triển khai trận này cho nên mới có thể nhìn ra được tiên đạo quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Tiên phong làm hiệu, dạng kiếm cùng xuất hiện. Trong lòng ngực của chân truyền họ Lục ôm hồ lô màu đỏ, ngồi trên đất nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng mới mở mắt nhìn qua nơi khác. Trong lúc chân truyền họ Lục đang âm thầm cân nhắc mọi chi tiết về cuộc chiến, hắc vụ xung quanh bị gió thổi lắc lư. Chuyện này vốn cũng là chuyện cực kỳ bình thường, nhưng mà theo bản năng chân truyền của họ Lục luyện quá, đã trải qua vô số nguy hiểm, đột nhiên tỉnh lại. Dùng tay ấn quả bầu ngồi xổm xuống, trong mắt lóe lên màu đỏ nhàn nhạt. Ma tức xung quanh bỗng nhiên trở nên mỏng hơn. Trong tầm nhìn của chân truyền họ Lục nhìn thấy trên đại địa nơi xa có vô số gói nhỏ phồng lên, mặt đất như biến thành ngoài khơi, đang có từng dấu vết lờ mờ giọt thẳng về phía của bọn họ. Không ổn rồi, có địch tấn công. Vào lúc này, chân truyền họ Lục kinh hoảng hô lớn, đệ tử của Thanh Dương Tông đều cả kinh, nhanh chóng phóng lên, tế pháp bảo lên không trung. Cũng may, vào lúc này, mặt đất trên cạnh bọn họ nổ tung, bùn đất bay tán loạn. Có thể thấy được 7-8 con cự mãng giống như dung từ dưới lòng đất chui lên. Trên người đều có khói đen thiêu đốt, lộ ra mảnh xương lớn, da thịt rách nát, tạo thành miệng lớn đầy răng nanh. Thân thể chuyển động, cắn về phía mười mấy đệ tử của Thanh Dương Tông. Tam Nguyên Ngự Kiếm Thuật, Âm Dương Ngự Thần Quyết. Những đệ tử của Thanh Dương Tông kinh hãi biến sắc, nhanh chóng sử dụng pháp quyết tông môn. Có người hai tay hợp lại, một đạo phi kiếm phía sau phóng lên không trung, vội vã rung động, vẽ ra một vòng tròn. Rõ ràng chỉ là một thanh kiếm, nhưng mà kiếm khí thì lại như ngàn vạn thanh kiếm tản ra, vẽ ra vòng cung, ngăn cản vùng đất cực lớn ở bên ngoài. Cũng có người sau lưng pháp lực tăng vọt, hình thành một thần tướng, giơ nắm đấm đánh về phía con dung kia. Những con dung này đến đột ngột, nhưng mà chân truyền họ Lục cũng không để ý, biết đồng môn của hắn có thể ngăn cản được, hắn liền chú ý ở nơi khác. Thân hình nhảy lên giữa không trung, vội vã nhìn xung quanh. Vừa nhìn phía dưới, tâm lạnh lẽo khi mà thấy chung quanh có một đám ma vật kéo tới. Trong đám ma vật này có thể nhìn thấy thân hình áo trắng như diều giấy xen kẽ trong đám ma vật, trên mặt mang mặt nạ kỳ quái, như cười như không, vô cùng quỷ dị. Là ma ngẫu đời thứ tư. Chân truyền họ Lục trái tim lạnh lẽo, làm sao mà chúng lại xuất hiện ở trong này chứ? Hắn ý thức được vấn đề có chút không đúng, bọn họ làm việc vô cùng cơ mật, sớm đã có chuẩn bị, lúc này mới ẩn núp đến đây, ai có thể nghĩ tới, vừa mới đến chỗ cần đến không bao lâu, đã có ma tướng bao vây, giống như chờ sẵn bọn họ tiến vào bẫy vậy. Những ma ngẫu màu trắng, bồng bềnh trên không trung, phát ra tiếng cười sắc nhọn, bay lên giữa không trung, tay áo lớn lay động vung lên. Lại đến 3 con à? Chân truyền họ Lục cảm thấy vô cùng nặng nề. Những ma ngẫu này màu trắng đều là những ma ngẫu tài ba đời thứ tư. Đối với ma địa mà nói thì ra ma ngẫu ở bên trong ma tức hồ bị hắc ám ma tức trấn áp, sớm đã thức tỉnh một phần, chính là ma ngẫu đời thứ nhất. Bọn họ vô cùng mạnh mẽ và bá đạo, nhưng mà đa phần cũng đã bị các đời trước chém giết, mà ma ngẫu sau đó thức tỉnh trong giới tu hành gọi chung là ma ngẫu đời thứ hai. Ma ngẫu đời thứ hai hầu hết cũng đều đã bị chém giết vô số sau nhiều năm liên tục đại chiến. Bây giờ còn lại là đời thứ ba và đời thứ tư. Ma ngẫu đời thứ ba và đời thứ tư phần lớn đều là ma ngẫu đời thứ nhất, đời thứ hai dùng thi hài những người tu hành chết đi trên chiến trường mà luyện thành. Bọn chúng đắm chìm trong ma tức thời gian không lâu, nhưng thông qua vô số bí pháp luyện chế, thậm chí ở trình độ nào đó chuyên môn dùng để khắc chế thần thông của những người tu hành. Bởi vậy, mỗi con đều vô cùng hung ác và thủ đoạn. 3 con ma ngẫu màu trắng, ống tay áo thật dài cuốn tới như linh xà. Trên tay áo, ngọn lửa quỷ dị thiêu đốt. Chỉ cần dính một chút, cũng làm cho pháp lực người ta bị ăn mòn, thân thể mục nát. Thiên cương ngũ lôi pháp. Đúng vào lúc này, chân truyền họ Lục không lo được cái khác, chỉ có thể trầm thấp gào thét. Pháp lực điên cuồng vận chuyển, rồi sau đó đánh một chưởng trên hồ lô. Chỉ thấy bên trong hồ lô có một đạo sấm sét dâng lên, phân tán biến ảo trên không trung. Rồi hình thành 4 đạo lôi tướng là Long Hổ Tước Quy, mỗi một con mang thêm một luồng thần quy tỏa trấn 4 phương, đánh tan khói đen mãnh liệt ở xung quanh. Vì thế, 3 con ma ngẫu màu trắng cũng không cách nào lập tức đột phá vào trong. Một đòn của 3 con ma ngẫu màu trắng thất bại, nhưng mà chúng không sốt ruột. Chúng tiếp tục phát ra tiếng cười quỷ dị, thần niệm di động phân tán ra xung quanh. Trong bóng tối, lập tức có vô số ma vật xung quanh xông lên phía trước, răng nanh cắn xé, hung tàn khủng bố. Một nhóm đệ tử của Thanh Dương Tông ngay trong khoảnh khắc đó rơi vào trong vòng dây của vô số ma vật. Bọn họ đều trải qua nhiều trận chiến, chỉ có thể liều mạng triển khai thần thông chiến đấu cùng với ma vật. Xung quanh có quá nhiều ma vật, mặc dù là bọn họ dũng mãnh thiện chiến, nhất thời cũng không phá ra được trùng dây. Quan trọng hơn hiện tại bọn họ không biết có nên lùi hay là nên chiến. Đi tới nơi này vốn là để tạo thành đại trận, nếu rời đi chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ. Nhưng mà nếu lưu lại cũng có khả năng phải chịu chết uổng. Chân truyền họ Lục dốc hết sức chặn ba ma ngẫu màu trắng, tâm tình cũng cực kỳ nặng nề. Xa xa, mơ hồ truyền đến tiếng thần thông va chạm. Có thể suy ra địa phương phát sinh đại chiến tuyệt không chỉ ở chỗ này. Đến lúc này, trái tim của hắn đã nguội lạnh. Chịu cảnh ma vật tập kích, tuyệt không chỉ có tiểu đội bọn họ. Nói không chừng, tất cả tu sĩ ẩn núp tiến vào ma địa đều bị nhầm vào. Mà xuất hiện một hai tình huống như vậy còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng mà nhiều như vậy cũng chỉ có một vấn đề. Bên trong tiên đạo xuất hiện phản đồ, có người cố ý đưa bọn họ vào chỗ chết. Đúng như chân truyền họ Lục dự đoán, bây giờ xung quanh ma địa không biết đã có bao nhiêu tu sĩ lén vào gặp phải ma vật bao vây. Bọn họ theo thế trận xâm nhập ma địa, chờ đợi tiên hào đồng loạt ra tay, phong tỏa ma địa, giết chết tất cả ma vật ở bên trong. Nhưng mà không được như ý, lại bị ma vật nhìn thấu, khiến cho bọn họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chỉ lùi chút thời gian, tình thế đã nghịch chuyển, mỗi người đều bị nhốt trong tuyệt địa, giãy giụa trong vô tận ma vật vô giết. Lẽ nào hôm nay thật sự chết ở đây sao chứ? Chân truyền họ Lục là người trẻ tuổi tài ba trong thế hệ này, nhưng mà dưới sự bao vây tấn công của ba ma ngẫu màu trắng, hắn đã cảm thấy có chút đuối sức rồi. Cộng với nhiều ma vật cùng tấn công, càng thêm lực bất tòng tâm, đã sắp không chịu đựng nổi. Đến lúc này thì trong lòng của hắn tự nhiên cũng có chút tuyệt vọng. Vốn nghĩ sẽ chiến một trận, bản thân cũng lập được công đức, nào ngờ bản thân lại rơi vào đường cùng. Mấy sư huynh đệ xung quanh đã có mấy người bị thương nặng, chân truyền họ Lục cũng dần dần bắt đầu tuyệt vọng. Nhưng cũng ngay vào lúc này, đột nhiên bên tai bọn họ truyền đến tiếng phượng hót, như lập tức chém đi tuyệt cảnh. Tất cả đệ tử của Thanh Dương Tông nghe tiếng phượng hót quen thuộc, kinh ngạc ngẩng đầu. Từ xa, nhìn thấy trong hư không một đạo thân ảnh màu trắng đạp không mà đến. Người tới là một nữ tử, tóc trắng phơ nhưng mà dung nhan vẫn trẻ trung xinh đẹp, khí cơ vô cùng hùng vĩ. Trong tay cầm một thanh bảo phiến, nhẹ nhàng phe phẩy trong không trung. Nhanh chóng có băng sương vô tận lan tràn xuống, tất cả ma vật dữ tợn khủng bố đều bị băng sương tiêu diệt, nhốt ở bên trong. Là Kiều trưởng lão. Chúng đệ tử Thanh Dương Tông đang tuyệt vọng trở nên vô cùng vui sướng, bật thốt thành tiếng. Người tới chính là một trong tứ đại trưởng lão Thanh Dương Tông, Kiều trưởng lão, tu vi thâm hậu, danh chấn Cửu Châu. Lấy cảnh giới tu vi quá thần của Kiều trưởng lão, nếu xuất hiện ở nơi này, có nghĩa là bọn họ đã được cứu. Tình thế có biến, các ngươi đi theo ta. Kiều trưởng lão đi tới gần, cong ngón tay búng một cái, rất nhanh có từng đạo tiên quang dịu dàng lóe lên trong hư không, tản đi về bốn phương tám hướng. Ba con ma ngẫu màu trắng vẫn được xem rất lợi hại, vừa nhìn thấy Kiều trưởng lão chạy tới, lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng mà với thực lực của bọn họ thì làm sao có thể thoát được? Thân hình mới vừa bay ra có mấy trăm trượng đã bị tiên quang bắn trúng, lại lảo đảo chạy ra vài bước, rồi sau đó thân hình đột nhiên bị chia năm xẻ bảy, biến thành ma tức cuồn cuộn trong một đống toái cốt, tàn tạ tung trên mặt đất. Kiều trưởng lão đánh chết ba con ma ngẫu màu trắng, tay cầm bảo phiến nhẹ nhàng dương lên. Băng sương vô tận trải dài, hiện ra một con đường màu trắng nối thẳng phương xa, mà nàng liền bay lượn tới đường lớn, triệu hoán chân truyền họ Lục và các đệ tử đi theo phía sau, mở ra con đường máu trong đám ma vật, chạy thẳng về phía xa. Không lâu lắm, bọn họ đã chạy tới một nơi khác. Nơi này khắp nơi bừa bộn, đang có một đội đệ tử Thanh Dương Tông ác chiến. Kiều trưởng lão ra tay như thường lệ, cứu những đệ tử lâm chiến, sau đó lại tiếp tục chạy đi. Giống như quả cầu tuyết, trước sau cứu 7 vị chân truyền của Thanh Dương Tông ẩn nấp. Nhân số cũng đã đạt hơn 100 người xung phong vào ma địa. Kiều trưởng lão, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cho đến lúc này, trái tim của mọi người có chút ổn định, chân truyền họ Lục mới hành lễ muốn hỏi. Mắt phượng Kiều trưởng lão đảo qua bốn phương, sắc mặt trầm lại, sau một chốc mới nói: Chúng ta lén nhập ma địa, tùy thời ra tay, không nghĩ tới những ma đầu kia lại cảnh giác, muốn dây giết chúng ta. May mắn được bằng hữu Dịch Lâu cảnh báo, đúng lúc lui đi ra, bên trong vừa có dị biến, bên ngoài cũng chưa chắc sống yên ổn, cho nên phân công nhau chạy về bốn phương cứu các ngươi. Chân truyền họ Lục nghe vậy, suy đoán ở trong lòng càng được chứng minh. Không chỉ có tâm trạng lo sợ, kế hoạch lần này to lớn như thế, không biết ai đã bắn đứng bọn họ. Vậy thì bây giờ chúng ta chiến hay lùi? Có đệ tử kinh quản chưa qua hỏi ra một câu. Kiều trưởng lão bình tĩnh không lay động, nhàn nhạt nói, chờ Thanh Dương đạo phù đi. Vừa dứt lời, đột nhiên phía nam trong không gian chợt có một đạo thanh phù bay lên trời cao, chậm rãi triển khai, hình thành rồi một tấm đạo phù, bên trong có hai chữ Thanh Dương. Mới nhìn qua, chỉ thấy được đạo phù này là tiên khí mịt mờ biến hóa, hình như có hạo nhiên chính khí. Chúng đệ tử của Thanh Dương Tông nhìn thấy đạo phù này hơi ngẩn người ra, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Kiều trưởng lão dừng lại một chút mới thấp giọng nói, đây mới là đạo phù bá đạo của Thanh Dương chúng ta. Chúng đệ tử quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy phía dưới Thanh Dương đạo phù ma tức cuồn cuộn bị mấy chục chiếc pháp chu cực lớn phá tan. Mà trên pháp chu có thể nhìn thấy vô số trưởng lão tu vi cao thâm và đệ tử khí vũ hiên ngang, mỗi người đều tế phi kiếm nổi lên trên đỉnh đầu, ánh mắt trầm ổn mang đầy sát khí. Ở chính giữa pháp chu, một ông lão mặc áo choàng lam chắp tay mà đứng, dùng khăn đen che mắt, làm như không nhìn thấy, nhưng mà mọi người luôn cảm thấy có hai ánh mắt kiên nghị nhìn về phía ma địa nơi xa. Cho dù xảy ra chuyện gì, tâm của Thanh Dương vẫn không thay đổi. Thanh Dương tông chủ Lục Thanh Quang chậm rãi giơ bàn tay lên, trầm tiếng quát khẽ, đệ tử Thanh Dương Tông chính diện giết vào. Các bạn vừa nghe xong tập 201 Đại Kiếp Chủ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.